si vedeva all'interno di questo capannone, dove c'erano tutti i suoi ricordi, i suoi trattori, e sovente era lì, si fumava la sua sigaretta, si guardava i suoi cimeli. Torino Lamborghini là một hãng smartphone được thành lập bởi con trai của người sáng tạo ra hãng siêu xe nổi tiếng Lamborghini. Công ty được biết đến chuyên sản xuất các điện thoại cao cấp trong hình dáng của siêu xe. Hầu hết các sản phẩm có giá cao là bởi vật liệu chế tác đều là hàng quý hiếm. Torino Lamborghini sinh ra tại Centro Ferrara và là người thừa kế của triều đại Lamborghini, một gia đình nổi tiếng về việc tạo ra một đế chế công nghiệp trong lĩnh vực cơ khí và ô tô giữa những năm 50. Ngày nay, thương hiệu Torino Lamborghini cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng: đồng hồ, mắt kính, điện thoại thông minh, nước hoa, nội thất, may mặc, phụ kiện thể thao, khách sạn 5 sao, nhà hàng và các dự án bất động sản có thương hiệu. Điều gắn kết tất cả các loại sản phẩm là thiết kế riêng biệt, gợi lên mạnh mẽ các giá trị đặc trưng của lịch sử gia đình, niềm đam mê xe hơi, cơ khí và tinh thần Ý. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury, kỳlanglxury.com. Và hôm nay Kỳ Lăng sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một chiếc điện thoại mang tên của một hãng xe đình đám bậc nhất hiện nay. Đó chính là chiếc điện thoại Lamborghini Torino 88 Tauris. Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ cầm chiếc điện thoại lên cho khách xem. Đây là một chiếc điện thoại new 100% và đến từ một cái thương hiệu mà nó là rất đình đám và thiết kế theo mẫu xe. Từ cách hầm hố và độc đáo từ tất cả bên ngoài, tất cả những chi tiết xung quanh, nói chung là cầm chiếc điện thoại lên là thể hiện một phong cách đặc biệt riêng rồi. Nó giống như chiếc xe Lamborghini vậy, nó thể hiện được sự sang trọng, thể hiện sự đẳng cấp và rất là đẹp. Hiện tại chiếc điện thoại này thì đang dùng hệ điều hành Android và màn hình nó thì 5 inch. Kỳ Lăng sẽ lột cái màn hình cho quý khách xem camera cận cảnh giùm anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá mở khóa. Phản ứng thì cũng rất là nhạy, Facebook đầy đủ ha, Google. Và với một chiếc điện thoại vừa sang trọng vừa thời trang và cấu hình cũng tương đối tốt, đó là chip Snapdragon 801 và RAM 3GB, nên là phục vụ cho chúng ta không phải là thời trang mà nó là phục vụ cho chúng ta chuyên dùng những ứng dụng cũng rất tốt. Và bây giờ camera sẽ lia tất cả các góc cạnh của chiếc điện thoại sang trọng này. Để Kỳ Lăng sẽ mở cho khách coi là hiện tại Android là bao nhiêu chấm nha. Hiện tại bản Android thì 4.4. Nói chung là một chiếc điện thoại về thời trang, không mạnh về cấu hình lắm nhưng mà đủ để chinh chiến những cái ứng dụng, những cái phục vụ cho nghe gọi tuyệt vời. Và đặc biệt là nó là một món trang sức, không những là một chiếc điện thoại mà nó là một món trang sức, một cái sản phẩm thời trang mang tên Torino Lamborghini. Và nó tên cụ thể sản phẩm này nó là 88 Tauris. Và camera đi vào cái hộp, Kỳ Lăng sẽ cho quý khách xem cái sự hoành tráng của cái hộp sản phẩm điện thoại đẳng cấp này. Wow, một sản phẩm đẳng cấp thì cái hộp phụ kiện nó phải là đẳng cấp và tất cả những chi tiết bên trong phải là đẳng cấp. Từ cái củ sạc rất là dễ thương, cũng có logo của hãng Lamborghini Torino, và kẹp để gắm vào ổ điện. Dòng sạc này là 5V và 2A, có thể dùng chung với những cục sạc khác cho điện thoại này, nhưng mà nguyên hộp hàng new thì mình cứ lấy sạc mình dùng chứ tội gì lấy sạc khác, đúng không ạ? Một cái điện thoại đặc biệt thì phụ kiện nó cũng vô cùng đặc biệt và có những cái tính năng cũng đặc biệt riêng. Và cụ thể như phụ kiện này thì cái củ sạc thì 5V 2A thì có thể dùng chung với một số
cũng sạc khác, nhưng mà cũng sạc chính hãng sẽ có một cái logo của Lamborghini đây. Và dây cáp sạc thì rất là độc lạ và chắc là khó dùng chung với các hãng điện thoại khác rồi. Thì cái đầu này nó giống như là cái đầu mà chúng ta thường thấy trong những cái ổ cứng di động á, những ổ cứng mà SSD thì chúng ta sẽ thấy cổng này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp phụ kiện bên trong còn lại là gì. Một cái dây tai nghe, dây tai nghe này thì 3.5, nhắc 3.5 và hai dây bình thường. Và trên hai cái tai nghe cũng có hai cái logo biểu tượng của Lamborghini. Kể cả cái phần mà giữ lại ngay chỗ mà cái chúng ta để cái thăng bằng giữa hai cái dây đầu còn lại á, vẫn có biểu tượng logo tên của Lamborghini. Và một cái khăn để lau sản phẩm điện thoại sang trọng này. Khăn này hiện tại chưa phui nên chị Lan sẽ không phui. Và một cái thẻ chính hãng của chiếc điện thoại Torino Lamborghini. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào cái điện thoại này. Và chiếc điện thoại này thì sử dụng được hai SIM. Đây, hai SIM đây. Bên hông nó sẽ có cái nắp để mình mở ra thì nó sẽ có ghi hai cái số email của máy tương ứng với hai SIM, SIM 1 và SIM 2. Và bên còn lại thì cũng có một khe và chúng ta lật thử cái thanh ra thì bên trong nó sẽ chứa là một cái khe để cắm sạc và một cái còn lại là thẻ nhớ. Thẻ nhớ này là thẻ microSD. Một chiếc điện thoại đẳng cấp sang trọng thì chắc chắn rằng phụ kiện của nó cũng như là cái hộp của nó cũng phải sang, luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau về sự sang trọng. Thì từ chất liệu bên ngoài, từ màu sắc, từ cách thiết kế cũng như là những cái chi tiết để tạo nên một cái hộp nó rất là đẳng cấp. Đến nỗi mà cái phần này nè, chúng ta nhìn vô tưởng tượng giống như là một cái bô xe, và đúng là thiết kế theo cái bô xe của hãng xe Lamborghini. Và khi chúng ta mở ra thì bên trong nó có những cái từ thiết kế của lò xo cũng như là cái độ từng ngăn chứa để mà đựng được những cái phụ kiện rất là phù hợp và sang trọng. Vâng, và như vậy Kỳ Lan đã giới thiệu chiếc điện thoại Torino Lamborghini đến đây xin phép kết thúc. Kỳ Lan cảm ơn tất cả khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lan và rất nhiều clip về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Những chương trình về đồ xa xỉ cao cấp sẽ được cập nhật liên tục tại kênh YouTube của Kỳ Lan Luxury cũng như trên trang fanpage của Kỳ Lan Luxury. Vì vậy, Kỳ Lan mong rằng quý khách hãy đăng ký subscribe kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật những video hấp dẫn đó nha. Hoặc là có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những mẫu sản phẩm của Kỳ Lan, hoặc có thể gọi trực tiếp cho Kỳ Lan số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lan Luxury sẽ hỗ trợ quý khách tất cả những gì về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao này. Kỳ Lan trân trọng cảm ơn. Chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lan Luxury. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.